Và xin chào mừng tất cả quý vị, chúng ta cùng quay trở lại với sân bóng đá Quốc Khánh để cùng theo dõi lượt trận thứ hai ở bảng A, cuộc đối đầu giữa hai câu lạc bộ Tina Sport và Phương Vũ FC. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại nỗ lực dứt điểm của Ngô Hậu bên phía Tina Sport, nhưng cú dứt điểm vẫn chưa thành công của số 13. Không có gì khó khăn dành cho thủ thành bên phía đội bóng Tina Sport. Quốc Tuyển vẫn có bóng đã đi vào lưới, 1-0 dành cho Tina Sport. Hiếu Cà Mau cũng đã bị bất ngờ với tình huống và cuối vị đầu của quả bóng. Bàn thắng mở tỷ số đã đến và chắc chắn bàn thắng này đã sẽ giúp cho trận đấu được cởi mở và diễn ra hay hơn. Hiếu Cà Mau vẫn có cơ vào. Nhưng vẫn chưa thành công của số 69, thời cơ tiếp tục quay trở lại dành cho Tina Sport. Mexico. Và bóng rất chủ động vẫn là Mexico. Bàn thắng thứ hai dành cho Tina Sport. Và phối hợp rất hay giữa Mexico và đồng đội, người kết thúc cuối cùng là cầu thủ áo số 9. 2-0 dành cho Tina Sport. Và qua người chưa thành công. Được chuyền ngang hơi khó dành cho Hiếu Cà Mau. Hiếu Cà Mau. Bóng đi trên cầu dọc. Đường chuyền hay của Khánh Duy, cơ hội dứt điểm. Bóng đi trên cầu dọc. Hoàng Du. Đội hình của Tina Sport họ đã lùi về khá sâu. Bởi vì có được hai bàn thắng dẫn bàn lúc này thì các cầu thủ bên phía đội bóng Tina Sport họ vẫn đang chơi khá tự tin. Như vậy là đã có bàn thắng trong ngang tỷ số dành cho Phương Vũ FC. Cú đá chân là của Hiếu Cà Mau. Cú dứt điểm cũng níu lại hy vọng dành cho Phương Vũ FC là họ sẽ có thể có điểm ở trong trận đấu này. Duy Khánh. Tiếp tục là Duy Khánh. Dứt điểm bằng chân trái. Vẫn còn. Vào. Hai đều rồi. Pha làm bàn là của Quốc Khởi. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại tình huống này. Được chuyền ngang. Không được. Với tỷ số này cũng đang là một tỷ số có phần bất lợi dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng FC Phương Vũ. Họ cần phải có được trọn vẹn 3 điểm. Cú dứt điểm, đội bóng đi xa cùng dọc của Hiếu Cà Mau. Vẫn còn, không vào. Cơ hội vẫn còn được chia đều cho các cầu thủ hai bên. Dứt điểm, không vào, bóng đi trên cùng dọc trong gang tấc. Đó thì với các cầu thủ Phương Vũ FC, nếu họ có thể giành được 3 điểm ở trận đấu này thì cục diện của bảng A vẫn sẽ là rất đáng xem. Bàn thắng đã đến rồi. Bàn thắng dành cho Thanh Dân. 3-2 dành cho Tina Sport. Cùng theo dõi lại cú đá chân của Thanh Dân ở một tư thế hơi với. Tony Quân. Duy Khánh. Một pha để mắc bóng rất tai hại. Và đây sẽ không có bàn thắng dành cho Tina Sport. Và tấn công liên tiếp của các cầu thủ bên phía đội bóng Tina Sport. Tony Kuhn. Cộng 2. Pha chạm bóng chuẩn xác của Hiếu Cà Mau. Chỉ cần những điểm chạm thôi thì tỷ số bây giờ đã là 3 đều rồi. Cú đúp bàn thắng của Hiếu Cà Mau. Bước di chuyển rất hay của Hiếu Cà Mau và một đường chuyền trước đó của Tony Kuhn. Người có được đường chuyền kiến tạo là số 3 Hoàng Du. 3 đều. Tony Kuhn. Hiếu Cà Mau. Vẫn là Hiếu Cà Mau. Bóng vẫn tiếp tục. Duy Khánh. Bóng vẫn còn. Duy Khánh. Đường chuyền. Cộng 2. Vẫn còn. Không vào. 4-3 dành cho Phương Vũ FC. Và đó là thủ thành Duy Khánh. Rất bất ngờ. Nhưng đó là những nỗ lực tuyệt vời của các cầu thủ bên phía Phương Vũ FC. Những pha phối hợp nhịp nhàng của các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Phương Vũ FC. Và sau hai cú dứt điểm, thủ thành Duy Khánh đã có được bàn thắng. Dứt điểm. Dứt điểm treo góc chưa thành công. Thời cơ sẽ dành cho Hiếu Cà Mau. Hiếu Cà Mau pha đầy bóng hơi dài.
Quá đáng tiếc dành cho số 69. Tiếp tục sẽ là lối đá power play của các cầu thủ bên phía đội bóng Tenasbok Mexico. Power play sẽ là một con dao hai lưỡi nếu như bạn để mất bóng vào chân của đối phương. Đây là Hiếu Cà Mau. Vào! 5-3 dành cho Phương Vũ FC. Chúng ta đã nói về việc lối đá power play sẽ là một con dao hai lưỡi. Thì ngay lập tức Hiếu Cà Mau đã cướp được bóng và với đẳng cấp và kinh nghiệm của mình thì không thể có bất cứ một sai sót nào ở trong cú ra chân của Hiếu Cà Mau. 5-3. Những năm tháng đỉnh cao phong độ thì Hiếu Cà Mau còn được ưu ái với một biệt danh, đó là Vua Phủ Miền Tây. Lại thêm một tình huống dứt điểm từ xa nữa, bóng đã đi trên cột dọc. Vĩnh Bắc Sa dứt điểm ngay, không vào, vẫn còn. Đang rất vội và rất khẩn trương. Cơ hội vào, đó là nỗ lực của Quốc Tuyển. Bàn thắng thứ tư dành cho Tenasbok. 4-5. Rất căng thẳng, rất kịch tính và rất hồi hộp trong giai đoạn cuối trận. Trọng Phúc dứt điểm ngay, bóng lên đi không chuẩn xác. Đó là tình huống cuối cùng của trận đấu và xin chúc mừng Phương Vũ FC. Kết quả chung cuộc 5-4 dành cho Phương Vũ.